Hello boys and girls, today we will learn Unit 15, When's Children's Day? Lesson 1. Cô xin chào các em, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học Unit 15, bài 15, When's Children's Day and Lesson 1. Okay, are you ready? Let's start. Chúng mình đã sẵn sàng chưa nào? Cùng nhau bắt đầu nhé. Okay, before we go to this lesson, this unit, let's learn how to read and write days of the month. Trước khi chúng mình bắt đầu bài học hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách đọc và viết các ngày trong tháng. Okay, let's start. The first one, what your ordinal numbers to show the days of the month. Okay, chúng mình sẽ dùng ordinal numbers, tức là số thứ tự, để thể hiện các ngày ở trong tháng. Ok, mình có số đếm sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Còn số thứ tự thì chúng mình sẽ là first, second, right. The first one, ngày đầu tiên ở trong tháng chúng mình sẽ dùng là first. First. Ok, chúng mình chú ý nhá, bên này sẽ là cách viết bằng chữ, còn bên này sẽ là cách viết bằng số. Thì đối với cách viết bằng số thì mình sẽ viết số và kèm theo hai chữ cái cuối cùng của cách viết bằng chữ. Ok, chúng mình lưu ý nhé. Viết số và kèm theo hai chữ cái cuối cùng của cách viết bằng chữ. Alright. Next, second. Second. Ok, ngày thứ hai của mình sẽ là second. Ok. And next, third. Third. Ok, ngày thứ ba sẽ là third. Next, fourth. 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 Ok, ngày số 1, 2, 3 thì mình thấy là hoàn toàn khác với số đếm là 1, 2, 3, đúng không nào? Bắt đầu từ ngày số 4 thì mình nhìn thấy là chính là cách viết bằng số 4 cộng thêm đuôi th nhá. Cộng thêm đuôi th đằng sau và mình sẽ đọc là fourth. Fourth. Ok, next, fifth. Fifth. Ok, đến ngày số 5. Số 5 của mình là 5, thì ngày thứ 5 sẽ hơi khác một chút và sẽ là fifth. Fifth. Ok, and next we have sixth. Sixth. Ok, ngày số 6, ngày thứ 6 của mình thì mình lại nhìn thấy là giống cách viết bằng số và thêm đuôi th. Next, seventh. Seventh. Seventh, right, equal. Seven cũng như vậy nhá, chúng mình viết số seven sau đó là viết thêm đuôi th. Ok. Eighth. Ok, ngày thứ 8 của mình cũng thế này. Mình sẽ viết số 8 sau đó thêm đuôi th. Thì chúng mình lược bớt một letter t đi, sẽ là 8th. Ok. And it's ninth. 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 Ok, thì ngày thứ 9 mình thấy là sẽ bỏ một letter e ở đây đi, một chữ e ở cuối, sau đó thêm đuôi th. Ninth. Ok. Vậy next, tenth. Tenth. Ngày số 10, ngày thứ 10 cũng tương tự như thế, mình viết tenth sau đó thêm đuôi th. Ok, thì 10 ngày đầu tiên của tháng thì mình nhớ cho cô là first, second và third là hoàn toàn khác với cách viết số đếm 1, 2, 3, đúng chưa nào? Và tiếp theo ngày số 4, số 6, số 7, số 8. À, số 4, số 6, số 7, số 10 thì chỉ là viết số đếm sau đó mình thêm đuôi th, được chưa? Ngày thứ 5, ngày thứ 5 ở trong tháng thì viết hơi khác một chút này, là fifth. Ok. Ngày số 8 và số 9 thì mình cũng viết hơi khác một chút thôi, tức là 8 thì mình chỉ viết một letter T, còn 9 thì mình bỏ letter E ở cuối đi và thêm đuôi TH. Ok, mình tổng kết lại như vậy cho dễ nhớ 10 ngày đầu tiên của tháng nhá. Ok, next. Tiếp theo mình sẽ đi đến ngày số thứ 11 và ngày 29, đến ngày thứ 19 của tháng. Thì bắt đầu từ ngày số 11 đến ngày 19 thì mình sẽ adding TH to the number, tức là mình sẽ thêm đuôi th vào số đếm. Ok. 11th. 11th. Ok, chúng mình thấy chưa nào? Số 11 thì viết là 11, và khi viết ngày thứ 11 ở trong tháng ấy thì mình thêm là th, đúng chưa nào?
Này, twelve. Twelve. Ok. Với ngày thứ 12 thì mình có một chút thay đổi là mình chuyển cái letter VE ở cuối số 12 thành letter F. Sau đó mình mới thêm đuôi TH nhá. Số 12 này hơi đặc biệt một chút, chúng mình cần lưu ý này. Next, 13th. 13th. Ok. Ngày thứ 13 thì mình viết số 13 sau đó thêm đuôi TH. Next, 14th. 14th. Ok, 14 thì cũng tương tự như thế. 15th. 15th. Ok. 16th. 16th. 17th. 17th. 18th. 18th. 19th. 19th. Ok. Thì từ ngày số 11 đến ngày 19 thì cũng lưu ý là chỉ có ngày thứ 12 là hơi khác một chút, cần biến đổi một chút, còn lại thì là mình chỉ biết số đếm sau đó thêm đuôi TH chưa nào. Tiếp theo mình cùng tìm hiểu, cùng theo dõi ngày 20 đến ngày 31 thì the numbers ending in TY will change to YIETH. Ok, tức là những số nào kết thúc bằng đuôi TY, tức là đuôi T này, thì mình sẽ đổi cái Y dài này thành Y ngắn và thêm đuôi ETH, được chưa? Mình có 2 ngày, 1 tháng thì mình chỉ có tối đa là 31 ngày. Vì vậy mình sẽ có 2 ngày kết thúc bằng đuôi TY, đuôi T, tức là ngày số 2, ngày 20 và ngày 30. Thì ngày 20 thì mình sẽ là 20th, ngày 30 sẽ là 30th. Ok, thì mình lưu ý 2 ngày này nhá. Next, ngày số 21 thì mình sẽ biết 20 bình thường. Bình thường số 21 của mình là 21, nhưng ngày 21 của mình sẽ là 21st. Ok, và mình sẽ lấy đuôi ST ở cái từ first và chuyển về đằng sau ngày nhá, 21st. Tương tự như thế, ngày 22 mình sẽ có là 22nd, ngày 23 sẽ là 23rd, ngày 24 24th. Ok, 25 25th, 26, 26th, 27, 27th, 28, 28th, 29, 29th, and 30th, and 31st. Ok, thì đó là cách viết của 31 ngày ở trong tháng. Một số ngày thì chúng mình chỉ cần thêm đuôi TH và đằng sau số đếm. Một số ngày thì có cách viết hơi khác một chút, cần phải biến đổi một chút. Thì chúng mình sẽ đánh dấu lại những ngày mà không hoàn toàn giống số đếm, thêm đuôi TH vào nhá. Ok, and now we have here 31st, 31 days of a month. Đây là cách viết 31 ngày ở trong tháng. Ok, thì chúng mình nhìn cho cô một chút này. Thì với cách viết bằng số thì mình lưu ý là các cái đuôi thì mình sẽ viết lên cao và nhỏ hơn một chút so với số. First, second, đúng chưa nào? Và tiếp theo để mình có thể nhớ được là cái đuôi của số trên đầu này, phần chữ nhỏ trên đầu này là viết sẽ viết như thế nào, thì mình nhớ cho cô là mình sẽ lấy hai chữ cái cuối cùng của cách viết bằng chữ để đạt sang bên này nhá. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại 31 ngày trong tháng. Và lưu ý những đuôi TH này mình sẽ đọc là alright, let's start. First, first. Second, second. Second. Third, third. Third. Fourth, fourth, fourth. Fifth, fifth, fifth. Sixth, sixth, sixth. Seventh, seventh, seventh. Eighth, eighth, eighth. Ninth, ninth, ninth. Tenth, tenth, tenth. 11th, 11th, 11th. 12th, 12th, 12th. 13th, 13th, 13th.
Fourteenth, fourteenth, fourteenth. Fifteenth, fifteenth, fifteenth. Sixteenth, sixteenth, sixteenth. Seventeenth, seventeenth, seventeenth. Eighteenth, eighteenth, eighteenth. Nineteenth, nineteenth, nineteenth. Tenth, twentieth, twentieth, twentieth. Twenty-first, twenty-first, twenty-first. Twenty-second, twenty-second, twenty-second. Twenty-third, twenty-third, twenty-third. Twenty-fourth, twenty-fourth, twenty-fourth. Twenty-fifth, twenty-fifth, twenty-fifth. Twenty-sixth, twenty-sixth, twenty-sixth. Twenty-seventh, twenty-seventh, twenty-seventh. Twenty-eighth, twenty-eighth, twenty-eighth. Twenty-ninth, twenty-ninth, twenty-ninth. Thirtieth, thirtieth, thirtieth. Thirty-first, thirty-first. Ok, vậy là mình đã tổng hợp được cách viết bằng số và bằng chữ của 31 ngày trong tháng. Thì chúng mình hãy ghi lại bảng này và sau đó luyện tập đọc và luyện tập viết để có thể nhớ được thật là kỹ, thật là tốt 31 ngày trong tháng nhá. Ok, and next, how to read. The first one we have British English. Rồi, thì cách đọc và cách viết ngày tháng năm thì mình sẽ có là hai cách viết, đó là British English tức là theo tiếng Anh và American English là theo tiếng Anh Mỹ. Thì đối với tiếng Anh British English thì mình sẽ viết là day, month, year, giống tiếng Việt này, ngày tháng năm. Ok, và mình sẽ đọc là the day of month trước, sau đó đến year, tức là đọc the day of month. Cô có ví dụ là what is the date, là ngày bao nhiêu. Is the 7th of April, hôm nay là ngày 7 tháng 4 đúng không nào. Thì mình sẽ có đọc là the 7th, tức là ngày 7 of April, là of month, của tháng, đúng chưa. Còn năm thì mình sẽ đọc cuối cùng nhá. Còn với American English, với tiếng Anh Mỹ, thì mình sẽ có cách viết là month, day, year, tức là tháng, ngày, sau đó mình đến năm, tức là đảo ngược một chút. Còn khi mình đọc read thì sẽ đọc là month, the day, tức là đọc tháng, sau đó thêm chữ the, sau đó đọc ngày. Our example here, what is the date? Thì cô có ví dụ đây là what is the date, là ngày bao nhiêu. Is April the 7th. Ok, April the 7th, tức là tháng, the, ngày, đúng chưa. Thì chúng mình lưu ý là có hai cách viết và hai cách đọc như thế này, mình có thể chọn cách nào cũng được. Alright, không cách nào sai cả nhá. Yes, vậy là mình đã xong cách đọc và viết 31 ngày trong tháng. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần từ vựng nội dung của bài học hôm nay nhá. Ok, here, the first one to know, this is New Year. Ok, đầu tiên mình có một từ mới là New Year, tức là năm mới. Ok, New Year. Yes, listen and repeat after me. New Year, New Year, New Year. Yes, good job. Happy New Year, right? And next we have this. Do you know what day is this? Yeah, this is Children's Day. Okay, Children's Day. Chúng mình có biết đây là ngày gì không nhỉ? Ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế tế thiếu nhi đúng chưa nào? Okay, in English, ở trong tiếng Anh thì mình sẽ gọi là Children's Day. Okay, listen and repeat after me. Children's Day, Children's Day, Children's Day. Yes, good job.
And next, do you know what day it is? Yeah. We have here, you say, Teacher's Day. Okay, nghe gì nhỉ? Ngày nhà giáo, đúng chưa nào? Teacher là nhà giáo, right? Okay, you say, Teacher's Day. Okay, again, Teacher's Day. Teacher's Day. Yes, well done. And the next, oh, do you know what day it is? Yeah, this is Christmas. Right, ngày gì nhỉ? Ngày Giáng sinh đúng không nào? Okay, Christmas. Okay, listen and repeat after me. Christmas. 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 Okay, well done. Okay, so this we have a conversation. Thôi, và bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần hội thoại nhé. Okay. Listen first. Chúng mình hãy nghe cô đọc trước nhé. Hi, Mai. You look very smart today. Yes, because we are having a party. What party is it? It's a party for Children's Day. When is it? It's on the 1st of June. Come and join us. Yes, thank you. Okay, đây là cuộc nói chuyện giữa hai bạn đúng không nào? Hi Mai, chào Mai. You look very smart today. À, hôm nay cậu trông sáng sủa quá. Yes, because we are having a party. Yes, đúng rồi, bởi vì chúng tớ sẽ có một cái bữa party, tức là bữa tiệc. What party is it? À, bữa tiệc gì vậy? It's a party for Children's Day. À, đó là bữa tiệc cho ngày quốc tế thiếu nhi. When is it? Yes, nó diễn ra khi nào? It's on the 1st of June. Ngày 1st là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 1 tháng. June là tháng 6. Come and join us. À, hãy đến và tham dự với chúng tớ đi. Yes, thank you. À, được, cảm ơn cậu nhé. Yes. Vậy là mình đã vừa biết được nội dung của đoạn hội thoại này rồi. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai bạn hỏi nhau về ngày Children's Day. Đúng chưa nào? Và bây giờ chúng mình cùng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Ready, let's start. Hi, Mai. You look very smart today. Yes, because we are having a party. What party is it? It's a party for Children's Day. When is it? It's on the 1st of June. Come and join us. Yes, thank you. Okay, very good. And now move to the next. We have a model sentence here. À, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần 2-part essay. Và mình sẽ có một câu model sentence, tức là câu mẫu. Mình dùng từ để hỏi là when, tức là khi nào. For example, when is New Year? New Year, tức là năm mới diễn ra khi nào, đúng chưa nào? Và câu trả lời của mình sẽ là is on cộng với lại ngày, tháng, right? Okay, and look at this. For example, what? Yes, this is New Year. Năm mới của mình thì sẽ là ngày 1 tháng 1, đúng chưa nào? When is, oh sorry, when is New Year, right? It's on the 1st of January. Yes, the 1st of January. Tức là vào ngày 1 tháng 1 thì mình sẽ có the day of month. Tức là mình đang dùng theo British English, tức là theo tiếng Anh, đúng chưa nào? The day of month, right. Next, now practice with me. Say with me, when is New Year? Your turn. Okay, it's on the 1st of January. Very good. And next, when is, yes, good job, Children's Day. Yeah, when is Children's Day? It's on the 1st of June, right? Tháng 6 của mình là June, đúng không nào? Ngày 1 tháng 6 là the 1st of June, right? When is Children's Day? It's on the 1st of June. And next, when is
Yeah, what day is this? Yeah, good job. Teacher's Day is on the 20th of November. Oh, yes, 20 tháng 11, đúng không nào? 20th of November. Alright. And next, when is? Yeah, Christmas. When is Christmas? It's on the 25th of December. Right. Ngày bao nhiêu nhỉ? 25 tháng 12. Good job. Okay, and now I'll move to the vocabulary. Và tổng kết lại của chúng mình hôm nay, chúng mình sẽ có một số từ mới như thế này nhé. New Year là năm mới. Children's Day, ngày thiếu nhi. Teacher's Day, ngày nhà giáo. Và Christmas là ngày Giáng sinh. Modal sentence và câu mẫu của mình sẽ là when's, là viết tắt của chữ when is. New Year is on cộng với lại ngày tháng, đúng chưa nào? Ok, vậy sau bài học hôm nay thì chúng mình cần nhớ cho cô là cách viết và đọc 31 ngày trong tháng này. Và mình sẽ cần ôn lại 12 tháng trong năm. Nhớ được tên của một số ngày lễ và biết cách đọc và viết. Trả lời câu hỏi when's New Year, when's Christmas, when's Teacher's Day, đúng chưa nào? Okay, that is the end of our lesson today. Goodbye, see you again.